Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu giúp Thành ủy triển khai nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các thành viên Tổ công tác. Theo đánh giá năm 2022, hoạt động của Tổ công tác có chuyển biến tích cực qua rà soát, tổ công tác đã hoàn thành 10 trên 12 nội dung theo chương trình làm việc, trong đó đã tham mưu triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết 43, điển hình như quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, phối hợp triển khai hiệu quả các kết luận chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn vướng mắt và đề xuất cơ chế chính sách phát triển thành phố. Tổ công tác cũng đã tham gia vào việc theo dõi tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, dự án Làng Đại học Đà Nẵng, dự án Khơi thông sông Cổ Cò, mở rộng quốc lộ 14B. Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ công tác bám sát nội dung và quyết liệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện nghị quyết 43. Lưu ý nhiệm vụ tham mưu để chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, các vấn đề về huy động nguồn lực, về chính quyền đô thị, về nguồn nhân lực, các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về triển khai các dự án trung hạn 2021-2025, về quy hoạch ba loại rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán trị triển khai và kiện toàn tổ công tác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.